Cloud Rick, SG and MOF. Yeah, we from the hood. Những thứ mà em tao xăm mình, xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình, phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình, hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình, sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay, việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Carrick đã thấy. Back to my hood. Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao. Tao không gây hấn nhưng hễ ai đụng là đập, và hàng ngồi nằm trong túi làm cho quần thụng và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cũng bay nắp, còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chắc. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự thưa mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cũng với rượu những khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự thưa mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cũng với rượu những khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Đây là Tân Bình hẻm số 18 Bùi Thị Xuân, là khu nuôi địa điểm quán nhậu và đủ loại thành phần. Khu này theo đạo Thiên Chúa nên dân không có thờ đại ca, nhưng nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò được đường ra. Bước ra ngoài hẻm vì biết nhìn trước nhìn sau, vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu. Già trẻ lớn bé khu này vai vế bằng nhau, như thứ mà người xưa lô cô thì coi chừng đầu đổ máu. Tao sống ở đây như là công dân lương thiện, thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm công nhân lấp giếng. Giống như bao khu khác, khu này nói chuyện bằng tiền, có danh có tiếng có quyền có miếng nhưng không có tiền thì biến. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự thương mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cùng với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự thương mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cùng với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Hey, hey what motherfuckers. How about Bobo man? Bobo like shit, the motherfuckers. So what? How about your hood man? Like shit. Nơi đây không có đèn và tao được dạy từ nhỏ là đi chơi không có hàng. Nếu như gặp được tao mày bỏ chạy làm con chó, nhưng làm sao để đứng lại khi bản lĩnh mày không có. Nói cho tao nghe khu mày sống ra sao, khi mày gặp mặt cái đất liệu mày có phóng ra dao. Tụi mày sống có cho nhau hay mày muốn chơi tao, cứ vào 48 cho mày biết tao sống ra sao. Áo mày không như tao, tao không giống như mày. Anh em bị chém tao đứng lại, còn mày lo bỏ chạy. Gặp ăn cướp tao rút dao, còn mày van xin quỳ lạy. Nói chung tao là thằng lừa mạng, còn mày là thằng nhát cái. Tao biết khi nói ra thì đéo có thằng nào tin, vì trong mắt của tụi mày ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh. Đeo mắt kiến mà ngoan hiền, đặc biệt không biết kiếm chuyện, vậy mày cứ thử đụng đi, có ai té trước biết liền. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự đưa mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cùng với rượu như khăn nhỏ anh em tao ngang hàng. Trong khu tao sống khi mày thích tao có cố kê. Ngày em xin hút đến ngày sự đưa mày vô hàng. Em tao không muốn quen nhà mày không an toàn. Bia cùng với rượu như khăn nhỏ.